trước khi biết đến sản phẩm này thì mình nhờ là bạn Phú giới thiệu thì mình cũng đã nghe thôi, mình chưa sử dụng thì mình cảm thấy 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 đã tin rồi. Nhưng mà qua cái quá trình trải nghiệm đến nay thì mình sử dụng được hai gói bao beauty trip, xin lỗi, hai gói beauty trip. Thì một gói là mình đã thấy rõ cái kết quả là cái da nó bớt nhờn, lỗ chân lông nó se khít lại, da có sáng hơn, các cái vết nám nó không thấy nữa, nó mờ dần. Rồi sang gói thứ hai thì thật sự da bây giờ thì mình thấy nó cũng tự tin hơn nhiều. Khi mình đi làm thì không phải trang điểm, không sử dụng kem phấn các thứ là bỏ hết, chỉ sử dụng một thứ là kem chống nắng thôi. Hiện tại là hết nám, các cái vết nhăn ở khóe mắt nó mất và cái vọng mắt nó cũng cũng mất rồi, da sáng hơn và nói chung là rất thích. Đẹp hơn. Cảm ơn chị Trang rất nhiều. Và chị là xài bao qua chip không chị? Là chị giới thiệu tên và chị sử dụng sản phẩm bao qua chip như thế nào? Tôi tên là Trần Ngọc Trinh, tôi sử dụng cái sản phẩm mà Vovo Chip thì miếng dán thì khoảng một tuần lễ này thôi, nhưng mà cái viêm mũi với lại thối hóa cột sống mà tôi cũng đang dán cái sỏi mật, thì sỏi mật chưa có đi siêu âm lại chưa biết, nhưng mà cái dán cái viêm mũi này cũng cả chục mười mấy năm rồi, biết bao nhiêu thuốc năm Tây y Đông y cũng có nhưng mà nó không có hết. Nhưng mà dán này thì tôi thấy là nó không còn chảy mũi mà nó khô mũi, mà thật sự là tôi tin tưởng vào nó. Rồi còn cái dán thối hóa cột sống thì nói chung là khi dán vào là có hiệu quả liền, là không còn nhức nữa, bữa nay là không thấy đau, ấn tay cũng không có đau. Thì tôi thấy này là người thân bạn bè xung quanh tôi là cũng có cho tôi, cũng có cho miễn phí để người ta dán, cũng hết mấy miếng rồi đó mà người ta cũng tin tưởng, mà bữa nay cũng có người đi. Cảm ơn. Mà anh có thể chia sẻ cái sử dụng sản phẩm của anh như thế nào, bao nhiêu sản phẩm gì, và cái vấn đề sức khỏe của anh là gì? Bị sổ mũi này 4 năm rồi. Chào mọi người, mình tên là Ấm, thì mình là bị tiểu đường là 16 năm rồi, và bị suy thận tiểu đường của anh là 5 năm rồi. Tiểu đường thì mình thì mới biết sản phẩm ở gần đây thôi, thì trước hết là mình xài cái Vovo Chip khi mà gãy cái xương đòn này, và mình cảm thấy nó dán vô thì nó hết bị đau nhức và thấy nhiều cái vấn đề khác nữa, là như là mình bị viêm họng, khi mình bị suy thận ấy, thì mình xài thuốc tây mình rất sợ, thường là xài cái thuốc như là tần giấy lá rồi đó, cái đó nhai để nó thời gian lâu lắm, mà nhiều khi chịu trận luôn, không dám uống thuốc tây. Uống thuốc tây ấy, là mỗi lần uống thuốc tây khi kiểm tra sức lăng thận ấy, là nó sẽ bị tăng lên, creatinine nó sẽ bị tăng lên, nên là khi mình dán cái đó vô họng vô cổ này thì nó hết viêm mấy bữa là nó khỏi đó, nên là mình sử dụng cái đó từ hồi đó. Và sau này mình biết tới Sola thì mình ngậm Sola cách đây được chắc được gần tháng tháng rồi đó, thì mình thấy là người mình khỏe hơn, cái da dẻ mình nó cũng hồng hào hơn. Cái mình chỉ cần ngậm mấy ngày là mình cảm thấy mình vuốt tóc cảm nhận rồi, thấy cái tóc mình nó mượt, nó mượt hơn nữa đó, nhìn thấy da dẻ, ai cũng nói thấy dạo này da dẻ hồng hào hơn, mấy bà hàng trẻ xóm hơn, trẻ ra anh có trẻ lúc bữa đi học lớp á, bạn bè ai cũng kêu chị cảm ơn công ty đã mang cái sản phẩm này về giới thiệu cho mọi người. Xin cảm ơn. Và sau đây là một phần quà của tập đoàn.